rất là đều đấy, các bạn cứ cảm nhận được đi, so với ngón tay của em này đấy, thì ngón nó rất là đẹp, bóng sáng đấy, các bạn thấy này. Thì từ đây từ đỏ đen trở lên đó, thì trong cái chỗ này là khoảng 1 ký nha bà con. Đấy, các bạn thấy đây, bóng nó rất là đẹp, đẹp và nó đồng nhau như thế này. Thì bà con về nuôi là 2 tháng thôi, nó sẽ có đạt trọng lượng là 30 con 1 ký. Đây, đây là khoảng 1 ký nha bà con. À, xin kính chào bà con nha. Thì hôm nay em xin tiếp tục với cái mô hình nó buông bà con. Thì hôm nay nhân dịp cũng em tuyển con giống để xuất cho xuất bán, thì em cũng quay clip để chia sẻ với bà con về cái kích thước của con giống mình em. Thì đến đây cũng có nhiều bà con cũng hỏi về con giống của bên em, về kích thước, giá cả, cũng như so sánh con giống của bên em với một số cái nơi khác á. Thì hôm nay thì nhân dịp xuất bán em cũng chia sẻ đến bà con cái về cái kích thước mà con giống bên em khi xuất bán, cũng như về cái giá cả, cái thời gian mà con nuôi cái con giống bên em. Thì con giống của bên em xuất bán thì từ 3 tới 5 tuần tuổi. Thì con giống khi mà xuất bán cho bà con thì bên em sẽ tuyển lựa chọn các cái con giống đẹp cũng như các kích thước đồng đều nhau để xuất cho bà con. Thì em dớt lên lựa cho bà con xem. Thì đây là cái con giống mà bên em dớt lên đây, thì em sẽ đưa ra cho bà con xem. Thì khi mà con giống bên em nuôi đạt từ 3 đến 5 tuần tuổi thì con ốc nó sẽ không có đồng đều nhau, nó sẽ có con nhỏ hơn, cũng như bên em xuất thì cái kích thước của con giống là từ đầu đen cho tới cái ngón trỏ. Thì như thế này mà con thấy đây, thì bên em sẽ khi mà tới ngày xuất bán thì bên em sẽ bắt đầu tuyển chọn ra, thì những cái con nào mà không đạt được kích thước đó, thì bên em sẽ để lại và giữ tiếp. Thì như bà con thấy đây, cái con số con là nó hàng đậu xanh nè, hàng đậu xanh thì bên em sẽ để lại đây, bên em sẽ để lại.
Thì như em biết thì trên thị trường thì cũng có, trong khu vực miền Nam á, thì cũng có nhiều người cung cấp giống. Thì con giống họ cung cấp như thế nào thì em cũng nói chung là cũng biết đó, nhưng mà em thì không có quan tâm. Thì con giống của bên em thì như thế này, kích thước nó là như này, bên em sẽ tiễn ra đấy. Con giống nó phải đồng đều nhau. Đây là cái con giống nhỏ nè, mình phải giặt lại nè, dưỡng tiếp. Thì đây sẽ dưỡng thêm tầm 1 đến 2 tuần nữa. Còn những con giống này thì bên em sẽ xuất cho bà con. Như bà con thấy đó, kích thước là phải từ đậu đen trở lên. Để em sắp đây, em sẽ sắp lại cho bà con từ nhỏ cho tới lớn. Đây thì là phải từ hạt đậu đen cho tới cái ngón trỏ. Đây là con giống cũng em sắp cho bà con. Còn cái những con nhỏ bên đây ấy, thì em sẽ để lại và giữ để cho như bà con thấy, thì bà con có thể so sánh được cái kích thước mà con giống bên em cung cấp cũng như so với các nơi khác. Thì cái giá của bên em thì bên em đã niêm yết sẵn là sẽ không có tăng giá hoặc là hạ giá. Thì bà con nếu cảm thấy mua được thì bà con ủng hộ, thì bên em sẽ hỗ trợ đầy đủ về kỹ thuật cũng như bao ti đầu ra cho bà con, bao cái sản phẩm đầu ra. Thì bà con nếu mà bà con không có bán được ở các cái địa phương ấy, thì bà con sẽ liên hệ với bên em sẽ thu mua. Thì cái giá nó sẽ không có cao bằng bà con tìm đến các cái nhà hàng, các cái quán ăn ở địa phương. Thì bà con nên ưu tiên là bán ở địa phương trước, sau mà nếu mà còn dư số lượng nhiều quá thì bà con hãy liên hệ với chúng em sẽ thu mua và chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây bà con thấy con giống, đây là những con giống của em xích cho bà con này, nhỏ quá thì em sẽ để lại thôi. Về cái giá và kích thước á, kích thước thì bà con thấy là giống bên em xích là em khu vực miền Tây này, thì em sẽ xích, em bảo đảm là con giống của em xích to hơn các người khác và đảm bảo chất lượng. Thì giá thì mỗi chỗ mỗi nơi nó khác nhau. Thì bà con nhiều chỗ bà con nói là bên kia nó rẻ hơn, thì không biết được là chỗ khác nó bán với kích thước là bao nhiêu, cũng như là cái con giống nó bao nhiêu ngày tuổi. Thì ở cơ sở bên em như em biết là khu vực miền Tây này thì khá là ít người đã nuôi công nghiệp như bên em. Thì diện tích bên em nuôi là hiện tại là khoảng 8.000 m², thì gồm có 3 ao, trong đó có một ao sen. Thì hiện tại thì như bà con đã coi tập rồi, em đang cải tạo 5.000 m² cái lồng ruộng để tiến hành nuôi con ốc trong cái lồng ruộng. Thì khi bà con lấy giống bên em thì bên em sẽ hỗ trợ bà con kỹ thuật rất là nhiều. Thì bên em đã nuôi công nghiệp như bà con, thì bà con phải biết cái nuôi công nghiệp nó khác với cái bà con nuôi nuôi một cái ở một cái dèo, một bể bạc nhỏ, nó khác nhau hoàn toàn. Thì bên em đã nuôi công nghiệp rồi thì bên em sẽ tư vấn hỗ trợ bà con đầy đủ. Còn nhiều bà con lấy con giống ở nơi khác thì nhiều chỗ họ không có nuôi công nghiệp thì rất là khó khăn đấy. Nhưng mà con thấy là con giống của em nó đồng, thì bên tay phải đó là cái những con nhỏ đó, và con này khoảng hạt đậu xanh này bên em sẽ để lại và dưỡng tiếp. Thì cũng nói luôn với bà con, thì bà con thông cảm là giá cả và kích thước giống thì bà con hãy tự xem mà so sánh nơi khác. Thì cũng bên em cũng không không có muốn bà con phiền nhiều. Nếu mà con mua được thì bà con mua, còn giá thì cũng bên em nó không có giảm bớt đâu. Thì bên em mua thì bên em luôn có bù trừ hao cho bà con. Nhưng mà mua con mua mua thử mua 1.000 2.000 á, thì bên em sẽ tặng thêm khoảng 100 con. Còn em muốn nuôi ký thì bên em sẽ tặng trừ hao cho con 100 gram. Thì
Còn những bà con nào mà cảm thấy mua không được thì thôi thì tìm người khác mua. Chứ còn việc mà so sánh hay là kỳ kèo giá cả thì em xin không tiếp nữa. Tại vì em còn khá nhiều người để tiếp. Chứ ngồi mà để kỳ kèo với bà con thì nó có mất thời gian với bên em quá. Thì em còn thấy không giống không? Thì đây nha bà con, đây là cái bên em đã tuyển chọn xong đây, nhưng mà con móc rồi rất là đều đấy, nhưng mà con cứ cảm nhận được đi so với ngón tay của em nè đấy, thì móc nó rất là đẹp bóng sáng đấy, mà con thấy này rồi. Thì từ đây từ đầu đen trở lên đó, thì trong cái chỗ này là khoảng 1 ký nha bà con đấy. Con thấy đây, móc nó rất là đẹp, đẹp của nó đồng nhau như thế này thì bà con về nuôi là tầm 2 tháng thôi, nó sẽ có đạt trọng lượng là 30 con 1 ký. Đây, đây là khoảng 1 ký rồi con, đây đúng 1 ký luôn đó. Lát nữa em sẽ căng sức cho một con trai. Vâng, thì như mà con thấy con giống của bên em nó rất là đồng đều. Cái sức là bên em đều lựa như thế, em còn thấy không? Thì bên đây là bên em dạt lại nè, dạt lại để dưỡng tiếp, nó chưa đạt được trong kích thước của như bên em tư vấn cho con đấy. Còn hãy so sánh hai bên đấy, con giống rất là đều. Thì bên trái thì bên em sức cho bà con đó, mà bên phải là bên em sẽ dưỡng tiếp, bên phải khoảng dưỡng tiếp khoảng từ 1 đến 2 tuần nữa. Thì con giống của bên em thì nó đạt được cái kích thước rất là lớn so với những người khác. Thì nếu bà con hãy xem kỹ trước khi lựa chọn giống. Thì bên em cũng không thấy bà con lấy giống bên em, nhưng mà cũng hy vọng bà con hãy định cũng so sánh với nơi khác, thì mỗi nơi nó khác thôi, thì được chỗ nào thì cái đó. Còn bà con nếu mà cảm thấy tin tưởng cơ sở bên em thì ủng hộ, thì cũng có một vài lời chia sẻ với bà con thôi. Thì cũng rất cảm ơn bà con đã xem video, thì nếu mà con cảm thấy hay thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể sớm cập nhật các video mà bên em gửi đến cho bà con. Thì cũng xin chào bà con, hẹn bà con ở các cái video sau. Xin chào và